Quyển sách này chán quá, đưa tôi quyển khác. This book is so boring, give me another one. This book is so boring, give me another one. Căn hộ này hơi nhỏ, tôi đang tìm căn khác. This flat is a little bit small. I'm looking for another one. This flat is a little bit small. I'm looking for another one. Tại sao anh không đến một cửa hàng khác? Why don't you go to another shop? Why don't you go to another shop? Chúng tôi muốn chuyển đến một quốc gia khác. We want to move to another country. We want to move to another country. Đừng lo, tôi sẽ mua cho anh một chiếc xe đạp khác. Don't worry, I'll buy you another bike. Don't worry, I'll buy you another bike. Khi tôi về hưu, tôi sẽ sống ở một thành phố khác. When I retire, I live in another city. When I retire, I'll live in another city. Nhờ anh pha cho tôi một tách cà phê khác. Can you make me another cup of coffee? Can you make me another cup of coffee? Anh không được rời khỏi công ty này để làm việc cho một công ty khác. You mustn't leave this company to work for another one. You mustn't leave this company to work for another one. Mời anh uống thêm một chai nữa nhé. Would you like to drink another bottle? Would you like to drink another bottle? Mời anh ăn thêm một cái nữa nhé. Would you like to eat another one? Would you like to eat another one? Ngon quá, tôi muốn thử thêm một cái nữa. It's so good. I want to try another one. It's so good. I want to try another one. Nhờ anh mang thêm cho tôi một ly rượu vang nữa. Can you bring me another glass of wine? Can you bring me another glass of wine? Tại sao anh không mua thêm một cái nữa? Why didn't you buy another one? Why didn't you buy another one? Đủ rồi, tôi không muốn có thêm một ngôi nhà nữa.
That's enough. I don't want to have another house. That's enough. I don't want to have another house.